Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là điều trị chứng mất ngủ cho phụ nữ trong quá trình mang thai. Như mọi người đều biết thì trong quá trình mang thai phụ nữ gặp khá nhiều vấn đề, trong đó việc mất ngủ cũng là một trong những vấn đề thường gặp. Mất ngủ có thể đến từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như là từ hô hấp, nhịp tim hay là vấn đề thai kỳ của phụ nữ ngày một lớn hơn. Và với việc mất ngủ thường xuyên như thế này thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em phụ nữ trong thời gian thai kỳ. Chính vì vậy, làm như thế nào để hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ cũng như là cải thiện tình trạng giấc ngủ cho chị em phụ nữ luôn là vấn đề được các mẹ bầu quan tâm. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi điểm danh qua một vài phương pháp giúp cho chị em phụ nữ trong quá trình mang thai được ngủ ngon hơn. Đầu tiên, đó chính là để có được một giấc ngủ hoàn hảo, không bị mất giấc giữa đêm thì các bà bầu nên nhớ chúng ta cần phải chú ý về chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn khoảng từ 2 cho đến là 3 giờ trước khi đi ngủ. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên ăn nhiều rau xanh. Tăng cường thực phẩm giàu vitamin B như các loại rau lá xanh, ngũ cốc nguyên cám có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Nên chia bữa ăn ra làm nhiều bữa nhỏ. Khi ăn thì nên ăn chậm rãi, nhai kỹ để dạ dày không bị quá sức, tránh tình trạng ợ nóng. Phụ nữ có thai nên hạn chế đồ ăn ngọt trong quá trình mang thai bởi chức năng thải đường sẽ giảm. Nếu đường trong máu quá cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thai phụ và làm cho bạn khó ngủ. Cần giảm các loại đồ uống gây kích thích như cà phê, trà, sô-cô-la, soda. Ngoài ra, cũng nên lưu ý đến chế độ ăn có muối và canxi vì thiếu hai chất này cũng là nguyên nhân dẫn đến chứng chuột rút ở bà bầu. Thứ hai, đó chính là để cho có một giấc ngủ tốt hơn thì bà bầu cũng nên chú trọng đến tư thế ngủ của mình. Khi thai kỳ ngày một lớn lên chắc chắn sẽ gây cản trở cũng như là khó khăn trong quá trình đi vào giấc ngủ. Vậy nên là tư thế ngủ như thế nào cũng là một trong những cái vấn đề chúng ta cần lưu ý để có được một giấc ngủ tốt hơn. Bà bầu nên tập cho mình thói quen ngủ tốt với tư thế nằm nghiêng sang trái, đầu gối uốn cong, chân gác lên cao. Đây được xem là tư thế ngủ thoải mái nhất cho thai phụ vì giúp giảm áp lực lên tĩnh mạch chân, hạn chế tình trạng phù nề, tăng lượng máu cung cấp cho tim, giảm hội chứng huyết áp thấp, có lợi cho việc cải thiện tuần hoàn máu của nhau thai. Thứ ba, đó chính là chế độ luyện tập. Như mọi người đều biết thì luyện tập nhẹ nhàng trong quá trình mang thai vô cùng tốt. Điều này thì nó không chỉ giúp lưu thông khí huyết, giảm tình trạng phù nề mà còn giúp giảm stress căng thẳng ở bà bầu. Với bà bầu thì chúng ta nên có những bài tập nhẹ nhàng để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như sức khỏe của thai nhi. Điều này giúp cho giấc ngủ của bạn tốt hơn rất nhiều. Tập thể dục đều đặn, nhẹ nhàng, nên đi bộ mỗi ngày để cải thiện chứng chuột rút. Hoặc bạn có thể thực hiện các bài tập thư giãn như không nên tập sát giờ ngủ. Trước khi ngủ nên tắm nước ấm, có thể pha một chút tinh dầu cho tinh thần thư thái. Uống một ly sữa ấm nhỏ, ngâm chân trước khi ngủ vào nước gừng và muối ấm. Thêm lá hương nhu, lá xả thì càng tốt, giúp cho mạch máu lưu thông và dễ ngủ. Và cuối cùng, đó chính là đối với bà bầu thì cũng nên có những giấc ngủ hợp lý. Đó chính là chúng ta chỉ ngủ từ thời gian từ 30 cho đến 60 phút vào buổi sáng và buổi trưa. Điều này thì không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp cho sức khỏe của thai nhi được tốt hơn, đồng thời là giảm bớt căng thẳng, stress, mệt mỏi ở bà bầu. Giấc ngủ ngắn từ 30 đến 60 phút tăng khả năng nhanh nhạy, trí nhớ tốt hơn, giảm triệu chứng mệt mỏi trong thời kỳ thai nghén. Không nên ngủ nhiều giấc ngủ dài vào ban ngày, vì như vậy sẽ khó ngủ vào ban đêm. Vâng, vừa rồi là những điều cần lưu ý, cũng như là những biện pháp để giúp cho bà bầu ngủ ngon hơn, tránh tình trạng mất giấc ngủ vào ban đêm. Ngoài việc chú ý về những điều như Kiều Anh vừa nói trên, thì bà bầu cũng nên chú ý hơn đến chế độ dinh dưỡng của mình. Chẳng hạn như là việc chúng ta nên ăn nhiều loại rau lá xanh, hay việc cung cấp táo đỏ sấy khô cũng là một trong những sản phẩm giúp cho bà bầu được ngủ ngon hơn, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho thai nhi. Và táo đỏ thì đã được chứng minh là một trong những sản phẩm cực kỳ tốt cho phụ nữ trong quá trình mang thai. Và đặc biệt là táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc. Các chị em phụ nữ trong quá trình mang thai có thể tham khảo thêm thông tin về sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc bằng cách là nhấn vào đường link dưới đây để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng cũng như là tham khảo về sản phẩm táo đỏ sấy khô này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay đã mang đến những kiến thức bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về chế độ dinh dưỡng cho thai phụ hay những sản phẩm khác đến từ siêu thị Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Oanh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.